À, anh cắt tóc này. Ê. Anh cắt tóc cho con này. À. Lấy cái bố xem nào. Ôi trời. Tối nay em ngủ dậy. À mẹ ăn cơm xong mẹ đi qua võng thấm mắt lên là mở mở mở. Lộn à? Thế là chưa dậy. Chưa ngủ dậy. Lộn nghe chế. Lộn nghe chế. Mẹ gọi bom rồi đấy. Thế là giật mình mở mắt ra xong lại gào âm. Gọi bom rồi là biết gọi con này đấy. Gọi mẹ đi. Âm. Mẹ ơi. Bông gọi mẹ đi. Bà mẹ. Nội bế nó cứ mẹ. 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 Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ bom ấy. Nội này ngã bây giờ này. Đây. Ai cho? Nội. Ai cho nội phân lứa. Bộ nội con. Mẹ ơi. Bông của bố giỏi lắm ha. Nha. Không cho con đứng lâu quá. Thấy vẫn sớm. Bây giờ chưa đến 7 sáng vẫn sớm mà. Con cứng xương, không phải lo. Yeah. Sớm. Bò chưa bò. Người ta biết bò, người ta đứng lên cơ. Mình chưa biết bò đã cho đứng rồi. Thằng này nó biết đi trước biết bò à? Không, không cho đi sớm trước 1 tuổi đâu. Không cho đi trước trước 1 tuổi à? Gọi mẹ đi. Mẹ có cho con đi không? Con bảo đi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ đi. Sáng con mẹ con bắt đầu uống đi ra đi. Bỏ lâu quá rồi. Mặt chứa này. Người chơi cũng người âu yếm thích lắm này. À, bỏ khăn ra. Bận. Trời ơi, con trai ơi, cho mấy ngón tay vào mồm. Bố ơi, nó bơm vào đi. Em đầu đây rồi. Bố không rời khỏi cái điện thoại ra. Điện thoại quan trọng hơn cả con. Con của bố quan trọng hơn cả mẹ. Thế mà cứ cầm cái điện thoại là bảo bế con. Bố chưa kịp vứt đi. Riêng thằng bom của bố nhé. Đó là thứ quý giá nhất trên đời này của bố.